AFKMobi, vào ngay đi chờ gì? AFKMobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghĩ. AFKMobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFKMobi. Và hôm nay sau bà sẽ tiếp tục có một video mình trải nghiệm các cái chế độ chơi của con Bomber VNG này nhá. Đây là một tựa game đặt bom rất là hấp dẫn và vừa mới ra mắt bởi nhà hành VNG, mang lại những cái sự hoài niệm cho những bạn nào mà đã từng là fan của tựa game Bomb Online. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các chế độ chơi của con Bomber VNG nhé. Thật sự là game này nó rất là nhiều chế độ chơi ấy, nên là mình cũng muốn giới thiệu với mọi người. Thì đây, cái chế độ sinh tồn 100 này thì chắc là anh em biết rồi đúng không? Chúng ta sẽ vào chơi, nó sẽ chơi như kiểu mấy con game Battle Royale khác ấy. Các bạn sẽ chơi và có thể chơi theo nhóm này, chơi theo duo, tức là chơi hai người này hoặc là chơi một người. Đó, thì với cái chế độ này đây là một chế độ chơi rất đặc biệt và có thể leo rank được nhé mọi người nhé. Thì các bạn sẽ vào chơi, ghép cặp thôi và chúng ta sẽ vào thi đấu, cố gắng trở thành người sống sót cuối cùng. Nó cũng có vòng bo thu hẹp lại các thứ. Mỗi ván đấu kéo dài khoảng 5 phút thôi mọi người ạ. Đấy, đây là một cái chế độ chơi mình thấy là cực kỳ hấp dẫn và thú vị. Đấy. Và đây, mình sẽ trải nghiệm nha. Mình sẽ cố gắng là chơi và giới thiệu cho mọi người các cái chế độ chơi ở trong con game Bomber VNG. Thì thật sự là nó rất là nhiều ấy mọi người. Rất là nhiều. Đầu tiên thì các bạn nên đi phá mấy cái địa hình này đã để lấy đồ, lấy cái kiểu như là đặt thêm bom này, tăng tốc này hoặc là gia tăng sức mạnh của bom của bạn. Đó. Rồi, đó các bạn sẽ tiêu diệt người chơi khác này. Đó. Hiện tại là mình mắc bom và mắc tốc rồi nhưng mà mình đang thiếu sức mạnh. Đây, bổ sung 5 sức, tối đa 5 sức mạnh nha. Có rồi thì nhường đồng đội. Đó. Ok. Đấy, rồi các bạn phải tranh thủ đi tìm. Đây, vẫn còn 88 người chơi khác này. Đó. Nổ tưng bừng luôn mọi người. Úi dồi ôi. Đấy, các bạn này nhặt không cho đối thủ nhặt được. Đấy, bị kẹt này. Úi ôi, sao nó vẫn đi C1 được. Càng quá nhỉ. Đấy, rất là căng luôn mọi người. Đặt bóng nước. Đấy, mình được triple kill mọi người ơi. Chúng ta sẽ... Ôi, đồng đội chết hết rồi. Vãi, bây còn đồng đội toang hết rồi mọi người ạ. Đồng đội mình toang hết rồi, bây còn mỗi mình thôi. Ồ, mình tôi solo cả đống ông như này sao chơi. Tí nữa mới bị quay cười vãi. Đấy, sắc nước luôn. Ui, có đĩa bay cả, đĩa bay là bay xuyên đội hình. Thường là các bạn lấy mắc đồ thì các bạn sẽ dùng đĩa bay nhá. Rất là lợi thế, coi như các bạn có thêm một mạng á. Đó, tiêu diệt đĩa bay ngày rồi. Ôi. Đấy, nói chung là cái chế độ này thì nó sẽ hơi mất thời gian một tí anh em ạ. Thôi có lẽ mình sẽ thua đi, mình ra chơi chế độ chơi khác nhá. Đấy, sặc nước rồi, sặc nước mà các bạn không cứu là sẽ bị nổ nhá, tự nổ nhá. Khoảng 5 giây thôi. Rồi. Đấy, thì đây là chế độ sinh tồn. Cái này thì ở video trước mình cũng giới thiệu rồi, thì mình chơi qua thôi. Rồi, nó sẽ về phòng này, đồng đội chơi gà quá. Rồi, thì bây giờ đấy là chế độ sinh tồn nhá, chế độ đấu rank. Thì ngoài ra chúng ta sẽ có các cái chế độ như là chế độ cổ điển này thì các bạn biết rồi, chơi như thông thường thôi. Với chế độ cổ điển này thì các bạn có thể chơi theo hình thức là solo 2v2 hoặc là 1v1. Chế độ vua kẹo ngọt này, cái chế độ này thì đây mình sẽ vào chơi luôn, đại loại là thu thập kẹo thôi. Trong thời gian khoảng thời gian nhất định thì các bạn sẽ phải thu thập kẹo và cái này là chế độ chỉ có chế độ 2v2 thôi nhá. Và bên nào mà thu được nhiều kẹo nhất thì sẽ là người chiến thắng. Từ đã mình đang không có ai. Không bắt đầu chạy đi. Và cái này thì về đây các bạn này sử dụng vật phẩm này. Đó, chúng ta sẽ có rất nhiều vật phẩm ở đây. Các bạn này sử dụng hoặc là để mặc định thì nó có cái kim châm và cái nón này. Kim châm để gỡ lúc mà các bạn bị sặc nước, còn cái nón này là bảo hộ cho các bạn một lần. Không có ai nữa. Đó, mình sẽ tạo phòng đi. Đấy, ở chế độ kẹo ngọt này thì sẽ chỉ có đấy, hoặc là các bạn để tự ghép được thì nó sẽ tự động ghép luôn. Đấy, để chế độ kẹo ngọt này. Đợi nha. Rồi, đây mình đã vào rồi. Đây, đợi tí nha, chúng ta sẽ vào game. Rồi. Đó, chúng ta sẽ chơi chế độ là 2v2. Thì các bạn sẽ cũng đi phá thôi, nhưng mà thu thập kẹo. Ở chế độ này thì nếu các bạn bị chết ấy, thì sẽ chỉ mất 5 giây hồi sinh thôi, nhưng các bạn sẽ rơi kẹo. Đó, chia hai bên xanh và đỏ. Bên nào hết thời gian thì khoảng trận đấu diễn ra khoảng 3 phút đấy. Bên nào thu thập được nhiều kẹo hơn thì bên đó sẽ giành chiến thắng. Ôi thế rồi, mình tự nhốt mình rồi. Đây, các bạn phải dùng vật phẩm này. Đó, mọi người để dùng vật phẩm. Đấy, các bạn phải né bom nha. Bên kia một người AFK rồi. Ôi thế rồi, thiếu rơi kẹo rồi. Đó, khi mà các bạn chết thì các bạn sẽ rơi kẹo và mất 5 giây để hồi sinh. Ở chế độ này thì chủ yếu là đi thu thập kẹo thôi. Đó, bên nào nhiều kẹo hơn bên này là người chiến thắng. Đó, các bạn phải để ý né nha. Đó, làm sao để đối thủ bị kẹt ấy. Đó, và bị sặc nước. Rất là đơn giản vậy thôi. Để cướp kẹo, nói chung là đây là chế độ chơi cướp kẹo nhé. Bên kia may quá, có một người AFK. Thì nói chung là cũng có tỷ lệ chiến thắng rồi. Đấy, đặt kẹo này. Đặt kẹo, nhặt kẹo. Thỉnh thoảng nó đấy, nó sẽ rơi kẹo ra. Trên bản đồ nó sẽ rơi kẹo nhé mọi người nhé. Ui, nổ ghê. Đấy, các bạn không cẩn thận là anh em sẽ bị bom rơi này. Đó. Ui, nè, nhặt kẹo. Nói chung là thắng rồi, vì bên kia AFK này thì coi như là bên mình thắng rồi mọi người ạ. Khá là hên. Bên kia AFK. Đấy, tỷ số đang là 121-6. Bên mình nhặt được rất là nhiều kẹo rồi. Nhưng mà bây giờ mà đồng đội mình mà bị chết nha, là rơi nha. Tất nhiên là nó không rơi hết đâu. Nó sẽ rơi một cái số lượng kẹo nhất định thôi. Nhưng mà đấy, đó các bạn thấy không, rơi này. À, để địch bị rơi rồi. Đó, nó sẽ rơi một cái lượng kẹo nhất định ra. Thì cái chế độ chơi vụ kẹo ngọt này thực sự cũng rất là hấp dẫn và đòi hỏi kỹ năng cao, sự phối hợp của các thành viên ở trong đội nữa. Ui, đấy, bom nó rơi ngẫu nhiên trên bản đồ các kiểu nữa mọi người ạ, dã man. Đấy, nhớ giải cứu đồng đội nhé. Ôi rơi kẹo rồi. À, thằng kẹo đi luôn. Ui đông đấy. Đấy, bạn thấy không, kẹo nó nổ túm lum. Rồi, thắng rồi. Đấy, thì đây là chế độ vua kẹo ngọt. Bây giờ mình sẽ thử chế độ khơi khác nhá. Các bạn thấy là game có rất nhiều chế độ luôn đấy. Rồi, phòng này. Chúng ta sẽ có tinh thể năng lượng. Vào phòng. Chế độ này hình như là 4 người à? À, tìm trận luôn. Đây, chế độ tinh thể năng lượng. Mình cũng lần đầu tiên chơi cái chế độ này luôn đấy mọi người ạ. Để xem là cái chế độ tinh thể năng lượng này nó chơi như nào. Mình nghĩ là đi cướp, cũng là đi cướp năng lượng các kiểu thôi. Đoán thế nha, chưa biết nha. Đấy, lần đầu vào chế độ chơi thì nó sẽ hơi lâu một tí. Cái này như nào nhỉ? Chưa rõ lắm. Ui, cái địch này. À đâu, đây đồng đội mình mà. Ui, sao toàn đặt bom hại nhau ấy. Và cái áo choàng này là có tác dụng tàng hình nhá, anh em nhé. Đấy, cố gắng đi nhặt, ban đầu thì đi nhặt cái tinh thể năng lượng này là đi. Đây có cái tinh thể ở giữa này, cũng là đi cướp điểm, cướp cái tinh thể à. Ôi, đi vào đây là lỗ đen à? À, lỗ đen di chuyển, ok. Mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về cái chế độ tinh thể năng lượng ở đâu. Mình thấy có một cái hình tinh thể ở giữa ấy à. Mắc tốc rồi, bây giờ cần thiếu cái gọi là sức mạnh. Chưa tính điểm, chưa lên điểm nhỉ. Đây rồi, bình sức mạnh đây rồi. Ô, à đi nhặt kìa, bên nó được một điểm rồi kìa. Cái này là đi nhặt à? Đi nhặt tinh thể năng lượng à? À đây này. À rồi mang về. Mang về bên mình à? À đây phải mang về bên mình đúng không? À, tức là cái tinh thể năng lượng này nó sẽ rơi ngẫu nhiên ra trên bản đồ và nhiệm vụ của mọi người đó là đi nhặt cái này về rồi ghi điểm cho bên mình. Đó. À, rồi rồi, chứ không phải đi đánh nhau là một phần thôi, quan trọng phải nhặt cái tinh thể năng lượng ấy. Úi dồi ôi. Đấy, các bạn này dùng cái kim châm để tự giải cứu mình nhá. Đấy, sắc nước này. Sắc nước này. Thôi xong rồi. À đây, có thể sử dụng cái vật phẩm đó. Dùng cái này nó sẽ bảo hộ. Mang về bên kia. Hình như đồng đội mình không biết chơi ấy. Mang về bên này này. Đồng đội mình không biết chơi rồi anh em ạ. Mang về nhà, trời ơi. Đồng đội không biết chơi mọi người. Đồng đội không biết chơi. Ui, trên một phát là mất cả đống thời gian này, 12 giây ạ. Đồng đội không biết chơi rồi. Cái này phải mang về nhà mới tính điểm. Trời ơi. Chịu đây. Hòa, nói chung là hết thời gian hòa, nhưng đồng đội không biết chơi chứ mang về là thắng rồi. Rồi cái chế độ tinh thể này đi cướp cái tinh thể đấy về nhà là tính điểm nhé mọi người nhá. Ok, đồng đội chơi gà quá. Rồi chúng ta sẽ có tính là cái hoạt động gì? Nghĩa trang, nghe sợ đấy. Rồi chúng ta sẽ thử chơi cái chế độ nghĩa trang này nhá. Đấy, game nó rất là nhiều chế độ chơi luôn đấy. Để mà chơi hết được thì mình nghĩ là cũng... Nói chung là với nhiều chế độ này thì các bạn chơi cả ngày thoải mái các thứ. Giải trí cực kỳ tốt luôn. Nó có giới thiệu không nhỉ? Cái này có phần giới thiệu chế độ chứ. Rồi, chúng ta sẽ vào cái chế độ chơi gọi là nghĩa trang này nhá. Rồi, chế độ này mình cũng chưa tìm hiểu luôn ấy. Thực sự là cái con Bomber VNG nó nhiều chế độ thật. Đấy, là ban đầu vào chế độ chơi thì nó sẽ hơi lâu một tí nha các bạn. Chơi rồi thì nó sẽ nhanh hơn nhá. Cái này là do game nó phải load bản đồ cái thứ nữa. Rồi, chế độ nghĩa trang. Ôi, chế độ này thì mắc tốc luôn. À, có một bên là ma, một bên là người đúng không? Sẽ có một bên là ma, một bên là người. Ồ, chế độ này như kiểu chế độ bắt ma ấy, mọi người ạ. Một bên là ma, mọi người. Các bạn đừng để ma nó bắt nhá. Đấy. Ồ. Đấy, ma thì nó bị choáng rồi à? Ồ, đây sẽ có 2 con ma nhé và 5 người chơi. Đấy, nhiệm vụ các bạn hình như là phải sống sót. Ui, ma nó đi xuyên được mọi người. Đi còn... Cứu 2 con ma, cứu. À, sặc nước thì không sao nhưng mà nếu mà bị ma bắt thì chắc là thua nhỉ. Chưa hiểu lắm. Đấy, ma nó sử dụng kỹ năng các kiểu kìa. Nó giống cái này gọi là chế độ chơi Ghost. Thật sự thú vị đấy. Lùa nhau kìa. Đấy, các bạn này đặt bom để cản đường nhá. Thật ra bom này thì nó sẽ không có tác dụng là tiêu diệt ma đâu, mà nó chỉ có tác dụng cản đường. Hoặc là nếu các bạn dính bom các bạn sặc nước thì các bạn không chết nhá, các bạn sẽ tỉnh lại thôi. Rồi còn 3 người này. Và người bị chết thì sẽ biến thành ma nhá. Còn 1 phút nữa. Ui, mình bị nhiễm độc rồi này. Nhưng mà máu đâu nhở, làm gì có thanh máu, làm sao mà mình biết mình sẽ biến thành ma nhỉ? Ôi dồi ôi, còn ba người và ai bị biến thành ma sẽ biến thành ma luôn này. Có người AFK rồi, may quá, con ma AFK. Ui chạy. Mấy con ma này chơi gà hình như không biết chơi. Ui có 40 giây nữa rồi, cố lên. Mình hình như mình bị nhiễm độc một phát rồi. Quả này mà mình thôi xong, thua rồi mọi người ơi. Đó, bị ma nó chém 2 lần là coi như là bị chết nhá. Rồi, chế độ này cũng rất là vui, phải nói rất là vui, giống kiểu chế độ Ghost ở trong một số tựa game khác ấy. Đó, đây chế độ nghĩa chơi, nghĩa trang. Rồi chúng ta sẽ có một số cái nữa như kiểu là cái đấu thương này thì đây mà mình vừa trải nghiệm nhá. Đấu siêu cấp này là cái sinh tồn 100 mình giới thiệu rồi. Ở đây chúng ta sẽ có chế độ là Party Time. Party Time này thì sẽ có rất là nhiều cái chế độ chơi khác nhau nữa. Mưa bom, né bom, hiểm họa bút chì, địa hình nguy hiểm, truyền bom, băng truyền và trượt tuyết. Thì mình sẽ vào nhanh cho anh em xem. Cái chế độ này như kiểu là các bạn biết game Play Together không? Đó. Thì cái tựa game này nó thế, nó bao gồm các cái mini game khác nhau mà nó cũng chia phe ra. Và các bạn sẽ trải nghiệm mini game như vậy. Đó. Và chúng ta sẽ, đây, đợi vào phòng đấy. Đây, mình sẽ vào phòng này. Và tất cả người chơi sẽ sẵn sàng. Nói chung là game này vui ấy, Bomber VNG này vui ấy. Đây, chúng ta sẽ tăng, cái này đua xe à, trượt tuyết à. Ô, cái này thì à, tiết tấu này là vòng xanh là phải ấn vào vòng xanh. Đó, để tăng tốc. Đó, rồi. Bấm vào đây để tăng tốc này. Bấm vào đây tăng tốc này, phải bấm đúng cơ. Đó, tăng tốc lên này. À, các bạn là mình đang chơi bằng giả lập nên nó cũng hơi khó. Đấy, bấm vào vòng xanh này này. Ui, dùng cặp có cả vật phẩm mọi người ạ. Đấy, các bạn hãy dùng vật phẩm lên người chơi khác nhá. Cái này như kiểu đua xe trượt tuyết ấy, vui phết. À, nhặt cái này là sẽ có kỹ năng này. Đấy, còn muốn tăng tốc thì các bạn ấn vào cái vòng này. Bắn tên lửa cho người đi đầu luôn này. Đi đầu với tôi này. Tăng tốc. Rồi, thua rồi. Đấy, game chơi vui phết. Đấy, đây là màn chơi được trượt tuyết này. Vui nhỉ. Đấy, các ở cái chế độ Party Time này nó sẽ để các bạn nên chọn tất cả nhá, thì nó sẽ ngẫu nhiên và các chế độ chơi khác nhau. Đấy, rất là hay, rất là vui luôn ấy. Nó kiểu gameplay của kiểu Play Together ấy. Đấy, rất là hay. Rồi, chúng ta sẽ có chế độ gì đây? Đấu boss này. Đấy, và đấu boss nhá, các bạn sẽ có vào phòng. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp với nhau để tiêu diệt boss ở trong game. Đấy, chế độ chơi săn boss rất là hay. Đây, chúng ta sẽ có những cái con quái như đây. Đi đặt bom này. Tiêu diệt quái vật. Đó, tiêu diệt mấy con quái ra. Ở đây có 5 con tím và 3 con vàng này. Ui, bị choáng kìa, sao bị choáng đấy? À, cái hòm rượu này không phá được mọi người ạ. Ồ, mấy con quái này sao nó gà nhỉ? Đó, thắng rồi. Rồi, còn một con ôi. Đó. Rồi, vượt ải 1. À, đây mới ải 1 thôi. Đây mới ải 1 thôi mọi người ạ. Nên nó khá là dễ. Thì nó sẽ phải có, hình như là phải có con boss to đùng nữa đúng không? Đây, ải thứ 2 này. Bây giờ có con màu xanh này. Không biết tổng là mấy ải nhưng mà đấy. Mình đang đi đến. Ui, sao thôi, vỡ mồm rồi. Sao tự nhiên thằng, ô con này nó có tác dụng ném bom à? Thế các bạn nên đặt bom từ từ nhá. Đây, tiêu diệt này. Rồi, có phi tiêu. Nè. Và mọi người phải rất là cẩn thận nhé. Rồi cái này phải phối hợp với nhau mọi người ạ. Đây, phá cái này. Game căng lắm á. Đây, mấy con này ở trong này này. Con xanh này nó có bị sặc nước nữa cơ. Các bạn phải cho nó nổ sặc nước nữa cơ mọi người ơi. Rồi, thắng rồi. Đó. Rồi, chúng ta sẽ sang ải sau này. Ôi, bên mình có ông AFK chứ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục này. Ui, đến boss chưa? Chế độ săn boss này rất là vui luôn. Nhưng mà hình như là giới hạn lượt mỗi ngày á. Tặc nước này. Đó, ôi cái này phá ra rồi nó sẽ ra cả đống quái này. Nói chung là chế độ này thì thôi. Chứ rồi lỡ ấy phải dùng vật phẩm hỗ trợ đây. Ấn nhầm dã man luôn. Đấy, rồi lại rồi mình ui giời, sao con quái đây này. Ôi xong rồi. Rồi lại phải tự cứu mình thôi, lại phải sử dụng vật phẩm thôi. Khó vết đấy, nói chung là game khó lắm mọi người ạ, không phải dễ đâu. Không khéo là thua ngay. Ôi thôi xong rồi, bị quái nó chạm vào là sặc nước rồi. Không. Thôi xong. Thôi thua rồi. Khó thế. Thôi đừng nhờ đồng đội gánh thôi mọi người ạ. Thật sự đấy. Đấy thì đây chế độ săn boss nhá. Cái này thì không thoát được. Cái chế độ đánh boss này thì không thoát được mọi người ạ. Bắt buộc phải quan sát chơi rồi. Nhưng mà vui. Đấy. Còn một con thôi. Cố lên, đồng đội gánh team. Còn một người thôi. Còn một con. Cái gì đấy? Chí chết nhá. Chạm vào. Đi thua. Nào chơi cẩn thận nào, còn một đứa con nữa thôi là thắng rồi. Con này nó khốn đấy, con quái nó khốn đấy. Rồi chúng ta sẽ sang ải 3. Đó, khi mà cứ một ải thì qua ải sau này, các bạn vượt qua ải sau thì tất cả đồng đội sẽ sống lại nhé. Đây, ải boss này, qua nốt ải boss này là sẽ thắng nhá mọi người nhá. Như vậy là các bạn sẽ phải đi qua 4 ải để thắng được. Đây là boss này. Boss thì khá là trâu. Cái này thiên thần này hình như là cho mình thêm một mạng ấy. Sặc nước này. Ui boss nó ném bom kìa mọi người kìa. Gì đây? Trời ơi, đồng đội ơi là đồng đội ơi. Các bạn làm gì đấy? Úi xồi ôi. Sặc nước này, tiêu diệt mấy con quái này đã. Úi dồi ôi, cứu. Tôi xong rồi. Tôi xong rồi. Thua rồi. Quá, đồng đội chết hết ạ. Chịu rồi. Đánh boss này khó quá mọi người. Rồi thì đây là chế độ đánh boss nhá. Chơi cho mình xem thôi, chơi gà quá. Không đánh được con boss, nói chung là cũng khó đấy. Dạng game này thì đòi hỏi kỹ năng khá nhiều. Rồi chúng ta sẽ có chế độ gì nữa đây? Cốt truyện này, cái chế độ này thì đại loại là các bạn sẽ vượt ải thôi. Mình chắc mình không cần phải chơi nữa. Tiếp theo là có tùy chọn. Cái này là tùy chọn làm các bạn hãy tạo phòng, nói chung là chơi kiểu custom ấy. Đấy, rồi ngoài ra thì sau này nó sẽ chế độ tỉ thí này chắc là trong phiên bản sau nó sẽ mở nhá. Thế đấy, đơn giản thì mình cũng giới thiệu cho các bạn các cái chế độ chơi ở trong con game Bomber VNG này. Thực sự nó rất là nhiều và đa dạng hấp dẫn luôn. Có lẽ mình thích nhất ở trong những chế độ này thì mình thích nhất là cái đấu siêu cấp, tức là sinh tồn 100 này. Rồi cả chế độ Party Time này, thực sự nó cũng rất là vui. Đấy thì bạn nào mà quan tâm mọi người có thể tải và chơi thử con Bomber VNG này nhá. Cảm ơn anh đã theo dõi cái này của Sói Bạc. Nói thú vị đừng quên like, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AFKMobi của anh em rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ độc quyền ở AFKMobi, mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bí. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.